Nga đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của chính quyền Mỹ. Nga cho rằng mọi động thái tương tự đang đẩy hai nước ra xa mục tiêu bình thường hóa quan hệ. Điện Kremlin tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới sẽ tiếp tục làm tổn hại tới mối quan hệ vốn đã xấu giữa Moscow và Washington. Washington đã công bố danh sách các công ty Trung Quốc và Nga bị nghi ngờ có mối quan hệ hợp tác với quân đội của hai quốc gia này. Theo đó, các công ty bị liệt vào danh sách trên sẽ bị hạn chế mua nhiều loại hàng hóa và công nghệ của Mỹ. Bắc Kinh cũng ngay lập tức ra tuyên bố phản đối động thái mới của Washington và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.